Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang phối hợp với các đội nghiệp vụ và công an các phường triệt xóa thành công tụ điểm đánh bạc quy mô lớn tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên. Trong lúc các con bạc đang say sưa sát phạt bằng hình thức đá gà, lắc bầu cua ăn thua bằng tiền trên phần đất trống của anh Châu Minh Tài 33 tuổi, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang 62 đối tượng liên quan, lập biên bản tạm giữ 3 triệu đồng tiền trên chiếu bạc và hơn 160 triệu đồng trên người các đối tượng. Một bộ dụng cụ lắc bầu cua, 8 con gà đá, 43 điện thoại di động, 14 xe máy các loại cùng nhiều tang vật liên quan khác. Được biết tụ điểm đánh bạc này đã hoạt động một thời gian dài, thu hút hàng trăm con bạc từ các địa phương trong tỉnh và ngoài tỉnh tham gia, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Công an thành phố Long Xuyên đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vai trò của từng đối tượng nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.